Người thiếu nước uống, lúa thiếu nước tưới, đất đai khô cằn, hạn mặn bủa vây các tỉnh miền Tây ngày càng khốc liệt. Mấy tháng trước thì xài nước đây phèn, bây giờ thì cúp nước. Phải nghỉ làm rồi đi chợ nước, vất vả lắm. Nguyên cái khu thị trấn này nè, rồi ở Bến Đò, rồi ở dưới xã Trường Bình, rồi ở Bến Khòa, đâu đâu có ai có nước đâu cúp. Nhầm người hả, cứ nghĩ là phìa chảy. Tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, hạn mặn xâm nhập ngày càng dữ dội, khiến người nông dân lao đao. Theo dự báo, độ mặn năm nay có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn thiên tai năm 2016. Đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, thì huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũng là một vùng đang trong những ngày tháng trông đợi những giọt nước sạch, nước ngọt để sinh hoạt hàng ngày. Và hơn nữa là cứu vớt những vụ mùa. Chính vì lẽ đó, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, câu lạc bộ từ thiện Ánh Từ Quang được sự trợ duyên của các mạnh thường quân đã đến chia sẻ 17.000 lít nước sạch, nước ngọt đến bà con hai xã Phú Long và xã Định Trung. Tại nơi này, mực nước ở đồng bằng sông Cửu Long giờ đã giảm đáng kể so với những năm trước. Hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt làm khó khăn chồng chất với đời sống của người dân. Bây giờ là chỉ có xài nước sinh hoạt trung bình thôi, chứ còn mà nếu mà giờ mà nói mà máy giặt thì giờ là toàn bộ giặt tay hết. Chứ một ngày tắm ngày nghỉ, ngày tắm ngày nghỉ. Năm 2020, tình hình diễn ra nghiêm trọng hơn những năm trước rất nhiều. Hình ảnh từng nhóm người xếp hàng chờ hứng nước ngọt từ một vòi công cộng hay kiên nhẫn vét nước có màu đùng đục ở các ao hồ đã không còn quá xa lạ trên các phương tiện truyền thông. Cái sinh hoạt đó không để mà mình xài rồi nó đã ảnh hưởng, rồi nói chi là một kinh doanh. Có những ruộng lúa gần đến ngày thu hoạch nhưng thiếu nước tưới dẫn đến trái lá và hạt lép. Đó là những ruộng lúa còn vớt phát được phần nào. Nhưng những người nông dân khác còn không có được hạt lúa để ăn. Lúa chết non, một diện tích rộng lớn các ruộng lúa ở Mỹ Thạnh dòng trơm khô cằn, cháy lá, không sinh trưởng nổi, phải cắt bỏ cho bò ăn. Những ruộng lúa đang trổ đồng, chờ nước tưới, nhưng những người nông dân nơi đây vẫn chỉ biết cầu trời.
rồi.